Xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu, bản tin ngày 27 tháng 3. Và sau đây là những nội dung sẽ có trong bản tin hôm nay. Năm 2022, chiến dịch giờ trái đất được phát động với chủ đề kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ. Mỗi hành động nhỏ như tắt các thiết bị điện không cần thiết hay hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân để tiết kiệm xăng dầu là đã góp phần không nhỏ vào việc giúp trái đất sạch hơn. Thực hiện triệt để các phương án phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng, xã Tà Ngạo, huyện Sìn Hồ đang nỗ lực để bảo vệ diện tích rừng hiện có. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, bao gồm các kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 vừa ký quyết định số 35 ngày 25 tháng 3 năm 2022, ban hành chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo này. Chương trình nhằm tăng cường công tác chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và các cơ quan tổ chức có liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Và theo đó, tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 lưu ý một số nội dung sau. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế chính sách, các chương trình, đề án để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững và nông thôn mới. Bên cạnh đó, xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, làm cơ sở để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn nội dung ưu tiên đầu tư có trọng tâm trọng điểm, bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của từng chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, đề án, dự án liên quan. Triển khai các giải pháp huy động, bổ sung nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức quán triệt, thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ công chức viên chức, doanh nghiệp và người dân về các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 3, Việt Nam có 103.126 ca mắc mới COVID-19. Cùng ngày, thì Bộ Y tế cũng đã có công văn đề nghị người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine Pfizer hoặc là Moderna sản xuất thì có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine do AstraZeneca sản xuất. Theo đó, Bộ Y tế ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị, người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine mRNA, vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất, có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine do AstraZeneca sản xuất. Thời gian tiêm tối thiểu là 3 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản. Bộ Y tế đề nghị, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả, khoa học. Các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng. Đồng thời tiếp tục thực hiện các nội dung khác theo chỉ đạo tại công văn số 1072 ngày 17 tháng 12 năm 2021 và công văn số 508 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Bộ Y tế về tiêm vaccine phòng COVID-19, liều cơ bản và nhắc lại. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Bộ Y tế cho biết, đến ngày 26 tháng 3,
tổng số liều vaccine COVID-19 đã tiêm trên cả nước là 204.861.158 liều. Thành đoàn Lai Châu phối hợp với Điện lực thành phố và Viettel thành phố vừa tổ chức lễ khánh thành gắn biển công trình cột điện tỏa sáng tại tuyến phố Ngô Quyền nằm trên địa bàn hai phường Đoàn Kết và Tân Phong. Công trình cột điện tỏa sáng có tổng 80 cột điện, tụ điện được hoàn thành sau 8 ngày thực hiện nhằm chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Việc trang trí lại các cột điện góp phần thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, tạo mỹ quan đô thị, hạn chế được việc dán biển quảng cáo, tờ rơi sai quy định. Qua đó tuyên truyền, nâng cao ý thức, khơi dậy trách nhiệm cho đoàn viên thanh thiếu nhi và bà con nhân dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, chung tay xây dựng thành phố văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị khán giả, Giờ Trái Đất là một trong những sự kiện môi trường lớn toàn cầu với sự hưởng ứng của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2022 này, thông điệp Giờ Trái Đất là kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ, nhấn mạnh vào tính cấp bách của hành động trong bối cảnh thế giới đang hướng đến mục tiêu Net Zero vào giữa thế kỷ này. Và sự kiện tắt đèn năm nay diễn ra từ 20:30 đến 21:30 ngày 26 tháng 3 đã được nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Lai Châu tích cực hưởng ứng. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại khu vực thành phố Lai Châu. Quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau lưng tôi đây đó là hình ảnh đường 58m. Đúng 8:30 đến 9:30 ngày 26 tháng 3, toàn bộ hệ thống đèn đường này đã được ngắt để hưởng ứng Giờ Trái Đất năm nay. Qua đó thì nâng cao nhận thức của tổ chức cũng như là cá nhân trong cái việc tiết kiệm năng lượng. Với thông điệp là tắt đèn trong 60 phút và hơn thế nữa, sự kiện Giờ Trái Đất 2022 nhằm mục đích nhắc nhở mọi cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Mấy ngày nay theo dõi trên các phương tiện truyền thông hiểu về ý nghĩa của Giờ Trái Đất nên bà Đèo Thị Lả, tổ 8 phường Đoàn Kết đã hưởng ứng bằng việc tắt một số thiết bị điện không cần thiết của gia đình trong khoảng 1 tiếng. Ứng tiết kiệm điện thì như nhà cô thì có năng lượng ngay, thì là mình không bật nóng lạnh nữa cho đỡ đáng phí điện. Còn những cái thiết bị gì mà không quan trọng thì mình tắt điện, rút điện ra cho đỡ đáng phí điện. Theo những hướng chiến dịch Trái Đất thì là những các thiết bị thì cũng cần thiết thì tôi sẽ cũng tắt hết đi. Trên khắp các tuyến đường nội thành phố Lai Châu đã diễn ra hành động tắt đèn đường. Các trụ sở, cơ quan đơn vị, hộ gia đình cũng tắt bớt những thiết bị điện không cần thiết, qua đó nhằm tiết kiệm năng lượng. Đối với VNPT Lai Châu, để hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất, đúng 20:30 ngày 26 tháng 3, nhân viên bảo vệ đã tắt toàn bộ hệ thống đèn nháy, pano và các thiết bị điện tại khu vực giao dịch. Hưởng ứng Giờ Trái Đất ở cơ quan ấy, thì cái ban lãnh đạo cũng có thông tin về cho các bộ phận bảo vệ là tối đến là coi như 8 giờ đến 1 tiếng đồng hồ để coi hưởng ứng vào cái Giờ Trái Đất của kêu gọi của hưởng ứng ngoài trời Trái Đất, cho nên là anh em chúng tôi ở đây cũng rất thực hiện đúng cái chế độ và thực hiện cái Giờ Trái Đất kêu gọi của cả nước đấy, cũng nói chung và trên thế giới đấy, thế giới nói riêng, cả nước nói chung, thì đây là chúng tôi cũng thực hiện nghiêm cái Giờ Trái Đất đã được kêu gọi trên toàn quốc mà. Năm 2022, chiến dịch Giờ Trái Đất được phát động với chủ đề kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ. Theo đó, chỉ một hành động nhỏ như tắt các thiết bị điện không cần thiết hay hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân để tiết kiệm xăng dầu, giảm phát thải và nhặt rác, thay thế việc sử dụng túi ni lông bằng các sản phẩm thân thiện môi trường, là mỗi chúng ta đã góp phần không nhỏ vào việc giúp Trái Đất sạch hơn. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao, xã Tà Ngạo, huyện Sìn Hồ đã chủ động các phương án phòng chống cháy rừng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Xã Tà Ngạo, huyện Sìn Hồ là địa phương có diện tích rừng tương đối lớn của huyện Sìn Hồ với tổng diện tích rừng gần 3.493 ha, trong đó rừng phòng hộ là hơn 2.950 ha, rừng sản xuất gần 543 ha. Hiện nay đang là thời gian cao điểm mùa khô, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Xã Tà Ngạo đã tăng cường nhiều biện pháp, chủ động phòng ngừa, bảo vệ an toàn cho diện tích rừng trong cao điểm mùa nắng nóng năm nay. Thực hiện huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng phòng cháy chữa cháy rừng cho các tổ đội bảo vệ rừng của thôn bản và lực lượng tham gia chữa cháy rừng ở địa phương. Đối với những vùng có nguy cơ cháy cao, vào thời gian cao điểm, tổ bảo vệ rừng luôn phiên trực và tiếp nhận thông tin cháy rừng.
Để kịp thời xử lý, Ban chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy của xã đã chủ động chỉ đạo các bản, các tổ đội xung kích của bản thực hiện họp bản để tuyên truyền được 13 buổi, tổng số lượt người nghe là 1.060 lượt. Đã cho tất cả các hộ gia đình trên địa bàn của toàn xã ký cam kết về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Xã Nam đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng cũng như các tổ đội xung kích của bản. Mà đến hiện tại thì đã thực hiện cái công tác quản lý rừng chặt chẽ trong năm 2021 cũng như là đầu năm 2022 là cái vụ phá rừng là cũng như cháy rừng trên địa bàn là không có trường hợp xảy ra. Thế ngay trong cái ngày đầu năm thì ban xã đã chỉ đạo thì trong đó có bản Tha Giang Trải là những cái nguy cơ mà cháy rừng rất là cao trong cái đầu năm thì bản trung tâm này đã thực hiện cái phát đường ban cản lửa trước khi lại thực hiện cái vụ mùa cho bà con đốt nương, dọn nương, đốt giấy các thứ đó thì bà con bản Thằng Trải đã tiến hành phát dọn hơn 2 km đường ban cản lửa tại bản Thằng Trải. Đấy thì nó đã bắt xong và cơ bản là đảm bảo cho công tác an toàn trong phòng cháy và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình người ta có dọn nương giấy là an toàn. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng được đẩy mạnh, tuyên truyền vận động cho nhân dân nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó phòng là chính. Huy động người dân và các tổ tự quản cùng chủ động rà soát, tu sửa đường băng trắng cản lửa, những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, thường xuyên vệ sinh chăm sóc rừng trồng, đưa vật liệu dễ cháy ra khỏi phạm vi rừng. Chính quyền của các xã tăng cường tuần tra kiểm soát người đi lại, sinh hoạt trong rừng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng, cảnh giới cao việc sử dụng lửa trong mùa nắng nóng. Hoạt động đốt dọn thực bì, trồng rừng, phát rừng và sử dụng lửa gần các khu vực có rừng được các địa phương quản lý, hướng dẫn và giám sát chặt chẽ. Tôi là một trong những thành viên của tổ xung kích bảo vệ rừng của trong bản. Hôm nay chúng tôi cũng đến phát nương và cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân là phát nương phải làm những cái phát qua để sau này mình đốt nương không phải cháy lan sang rừng tự nhiên, và qua đó để nhân dân còn hiểu biết về phòng chống cháy rừng và phát nương phải phát cách xa rừng và làm những cái đường băng để rừng khi mình đốt nương thì đỡ phải cháy lây sang rừng tự nhiên. Trong năm 2021, xã đã phát hiện 4 vụ phá rừng. Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành xác minh vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật 2 vụ, 2 vụ chuyển lên huyện xử lý. Với sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy chính quyền, sự chủ động của ngành chức năng và đặc biệt là sự đồng lòng chung sức của người dân trong việc thực hiện các phương án phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng, xã Tà Ngạo đang nỗ lực để bảo vệ diện tích rừng hiện có, ngăn chặn hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng xảy ra. Thưa quý vị khán giả, trong thời gian vừa qua, đàn lợn trên địa bàn huyện Phong Thổ bị suy giảm do dịch tả lợn châu Phi. Vì vậy, giá lợn hơi liên tục tăng mạnh. Tuy nhiên, người chăn nuôi trong huyện vẫn chưa thể mạnh dạn tái đàn bởi dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa có thuốc đặc trị hiệu quả. Và thời điểm hiện nay đang là giai đoạn chuyển mùa, do vậy các loại dịch bệnh dễ phát sinh và lây lan trên đàn gia súc. Hiện nay, xã Mường So, huyện Phong Thổ đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch, tập trung chăm sóc cho đàn lợn. Và sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Gia đình anh Vàng Văn Bình ở bản Hủy Én, xã Mường So là một trong những hộ chăn nuôi lớn ở bản. Dù đã tích cực vệ sinh, khử trùng chuồng nuôi, tuy nhiên hiện nay gia đình anh vẫn chưa thể mạnh dạn tái đàn lợn vì rủi ro cao. Gia đình anh hiện đang có 16 con lợn, trong đó có một con lợn nái sinh sản. Hiện tại thì bây giờ là nuôi là tất cả là 16 con. Và một tuần thì tôi, nói chung là tôi vệ sinh, ví dụ là phun thuốc các kiểu này, nói chung là ví dụ là tiêm phòng này, vaccine ví dụ tiêm dịch tả lợn châu Phi này. Mường So là một trong những xã của huyện Phong Thổ bị thiệt hại nặng nề do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra trong năm 2021. Sau khi bị dịch, hiện tại chỉ còn hơn 1.000 con lợn. Số lợn bị tiêu hủy vì mắc bệnh năm 2021 là 209 con với tổng trọng lượng gần 12 tấn. Đã gần một năm đi qua nhưng hiện nay các hộ chăn nuôi trong xã đều chưa đẩy mạnh việc tái đàn. Hiện một số gia đình mới chỉ nuôi thử từ 1 đến 2 con lợn giống. So cũng là một trong những xã thiệt hại nặng nề do cái dịch tả lợn châu Phi. Vậy để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền cho nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đặc biệt là vừa rồi thì Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với ủy ban xã cũng đã cấp phát thuốc
tiêu độc khử trùng để chúng tôi phun khử khuẩn toàn bộ các chuồng trại trên địa bàn xã và những nơi công cộng tập trung đông người. Trong thời gian tới, xã Mường Sò tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương và sẵn sàng tái đàn lợn khi các điều kiện cho phép. Thời gian qua, thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Lai Châu có sự phát triển mạnh mẽ. Các dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển đa dạng và linh hoạt theo nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường, cơ sở hạ tầng công nghệ của các ngân hàng ngày càng phát triển. Các sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ, ví điện tử, Internet Banking, Mobile Banking đã và đang được người dân sử dụng ngày càng phổ biến. Năm 2021, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 87% trên tổng giá trị thanh toán qua ngân hàng, tăng 3% so với năm 2020. Trong đó, thanh toán qua Internet có 1,9 triệu giao dịch, giá trị đạt hơn 18.000 tỷ đồng. Qua kênh điện tử có 3,1 triệu giao dịch, giá trị đạt 14.000 tỷ đồng. Thanh toán qua điện thoại có 4,5 triệu giao dịch, giá trị đạt 57.000 tỷ đồng. Nhận thức và ý thức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của người dân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động mua bán, thanh toán và tiêu dùng hàng ngày được cải thiện. Trong quý 1 năm 2022, các tổ chức tín dụng trên địa bàn của huyện Tân Uyên đã thực hiện nghiêm những quy định về chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng. Các ngân hàng đã huy động được trên 556 tỷ đồng, cho vay hơn 1.000 tỷ đồng. Riêng ngân hàng chính sách xã hội có tổng dư nợ trên 357 tỷ đồng với 14 chương trình cho vay, trong đó chủ yếu cho vay hộ nghèo và hộ sản xuất kinh doanh, hộ gia đình chính sách. Các nguồn vốn cho vay đã phát huy hiệu quả, giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Phong Thổ đã đáp ứng đủ nước tưới tiêu cho diện tích lúa, rau màu và thủy sản trên địa bàn huyện. Tưới tiêu 2.907,7 ha, trong đó vụ mùa 2.151,4 ha, vụ chiêm 658,1 ha, rau màu 88,5 ha, thủy sản 9,6 ha. Do đó, đảm bảo năng suất, nâng cao tổng sản lượng lương thực, rau màu và thủy sản trên địa bàn, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện. Mặc dù vậy, trong công tác quản lý các công trình thủy lợi còn dựa chủ yếu vào nguồn hỗ trợ của nhà nước, chưa huy động được đóng góp của người dân. Các công trình thủy lợi thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai như sạt lở đất, lũ, lũ quét gây hư hại công trình, nhưng nguồn duy tu bảo dưỡng hàng năm còn hạn chế, chưa kịp thời, dẫn đến một số công trình phát huy hiệu quả kém hoặc không phát huy được hiệu quả nếu không sửa chữa kịp thời. Trong quý 1, trên địa bàn của toàn tỉnh, chăn nuôi tiếp tục phát triển. Đến nay, tổng đàn gia súc ước đạt là 317.015 con, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn gia cầm ước đạt là 1.618.000 con, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Công tác phòng chống đói rét dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng được quan tâm chỉ đạo, chủ động thực hiện các biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời với các diễn biến thời tiết bất thường, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trưa nay của chúng tôi xin được khép lại với thông tin vừa rồi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.